Ok hello anh em, nhận định nhanh thị trường chứng khoán ngày 23 tháng 10 năm 2023. Ok, hiện tại phiên sáng của chúng ta giao dịch cũng tương đối là là căng, thị trường khoảng 4.000 tỷ, giảm 1,36%, giảm khoảng 15 điểm. Áp lực bán từ nước ngoài là tương đối là mạnh, hơn 500 tỷ bán buổi sáng. Như vậy là nước ngoài 3 phiên mua đâu đấy khoảng 1.600 tỷ, Đúng không? Thì hôm nay là xả mọi mặt trận Xả khoảng 500 tỷ, hơn 500 tỷ rồi Chiều nay khả năng của áp lực cũng sẽ lớn hơn ờ, Volume thì tương đối là thấp Chỉ 4.100 tỷ Đấy, Với cái thị trường như này thì Cũng sáng cũng chia sẻ với anh em Cái kịch bản ở trong nhóm ấy VNDAX VN phục hồi kỹ thuật Và chờ tín hiệu dòng tiền xác nhận Thuần chỉ số thì có phiên rút chân tương đối tốt Tại 107X Tức là Chạm cái vùng cá mập người ta đi ăn 6 tháng đầu năm Thì có một cái phiên hồi Có nhiều cổ trần tím tuy nhiên vôn thì chưa đạt để đến cái mức độ hoảng loạn nên chúng ta tiếp tục theo dõi thêm. Tức là volume 14.000 tỷ thì thực ra là nó khi mà nó rơi về đây rồi thì mình mình thấy nó chưa đạt đến cái mức độ hoảng loạn để có thể theo dõi thêm. Nhá. Yeah. Với cái diễn biến như thứ sáu tuần trước thì sẽ có hồi kỹ thuật trước mắt là Mà 200, tức là 1113. Xa hơn thì 112X. Nếu tích lũy ở đây tốt thì xuất hiện bùng nổ theo đà nhóm dẫn dắt thì tiến xa hơn. Còn tạm thời thứ hai thứ ba chúng ta cần xem diễn biến hồi phục của thị trường thế nào. Tất nhiên vốn thứ hai thứ ba chưa thể to ngay được đúng không? VN Index thì có hai cái kịch bản thôi Có hai kịch bản Mình nghĩ là kịch bản tích cực Thì anh em tích cực Thì anh em sẽ view thị trường như thế này Đó là hồi kỹ thuật Xong rồi chỉnh đi ngang tích lũy Xong rồi sẽ có 6 tăng ngắn hạn Thì ở kịch bản này Thị trường sẽ hồi phục lên khoảng một x Sau đó có thể tích lũy quanh 1.100 cộng trừ 10 Sau đó xuất hiện bùng nổ xác nhận Thì có sóng ngắn hạn trong kịch bản này thì đòi hỏi thế giới phải bớt xấu lại vì tâm lý hiện tại ảnh hưởng khá là lớn do một vài cái chỉ số tài sản phòng thủ tăng mạnh như là vàng, đô và trái phiếu khiến tâm lý nhà đầu tư cũng phải chờ đợi từ SBV. Tại vì ngân hàng nhà nước của mình ý thì hành động khá là dựa trên những cái cái chỉ số thế giới ví dụ anh em xem những cái chỉ số thế giới như là đô này nó vẫn đang duy trì tương đối cao rồi hay là Dow Jones hôm trước thì giảm tương đối kinh hay là bon tiếp tục duy trì gần 5 chấm đúng không? Uh, mặc dù là coi này chúng ta thấy thị trường coi này đi ngược này Tăng rất là tốt Nhưng mà chúng ta bắt buộc chúng ta phải follow theo cái Các chỉ số của thế giới Những cái chỉ số phòng thủ ấy Xem nó đang có vấn đề gì Tại vì là dòng tiền hiện tại nó rất là thấp Nó rất là thấp Tức là cầu hay cung đều yếu là Người ta bây giờ tiền thì nó rất là rẻ thôi Nhu cầu đi vay thì chưa chắc đã có đâu Nhưng mà tiền rất là rẻ Để đầu tư có Gửi trong MM, gửi trong Money Market Gửi uh, ở trong tại công ty chứng khoán là có nhưng mà có vẻ như là tâm lý đang khá là nặng Tâm lý đang khá là nặng Từ thế giới Sợ những cái kịch bản liên quan đến cái câu chuyện là chính sách Nó sẽ có vấn đề gì đấy nó đột ngột xảy ra Đấy thì nhà đầu tư đang lo ngại cái việc đó Thì đấy là kịch bản số 1 Đẹp nhất là nó sẽ như thế Thì nó cũng phải mất thời gian Cái kịch bản số 2 thì trong trường hợp xấu ấy, Thì thị trường nó mà vỡ cái đáy 107 hôm trước Thì thực sự là rất là rát Ví dụ như hôm nay hôm qua mà hôm qua mà mà hôm trước thứ sáu mà rút chân lên như vậy mà hôm nay mà tiếp tục là là một phiên giảm điểm ngay mà thủng luôn một chín mươi thì thực sự là là khá là giát, tương đối là gắt trong cái phiên ngày hôm nay, nhá yeah. thì nếu mà thủng cái mốc này thì chắc là chúng ta sẽ về cái vùng biên sideways đầu năm tại một ba mươi thôi còn nếu có rủi ro margin chiến tranh hay tiêu cực với chính sách giật cục thì mình nghĩ nó khó có thể là thủng khỏi vùng này thì vùng này là một vùng tích lũy tương đối là lâu của index rồi còn nếu mà thủng vùng này thực sự chúng ta lại xác nhận vào một cái đao chen và như thế thì anh em phải biết rồi đấy nó phải có một cái thông tin gì đó chính sách nó phải giật rất giật cục hay là phải có rủi ro về chiến tranh chính trị vân vân thì chúng ta mới có cái kịch bản nó được nhá yeah. đây này còn sáng nay mình nhắc anh em này vôn nhỏ áp lực bán trụ chính tâm lý ảnh hưởng nặng nề này đặc biệt là một số chỉ số tài sản phòng thủ vẫn neo cao như bon nên nhà đầu tư có thể sẽ lo ngại xuống tiền đoạn này ngoại bán rát khiến thị trường vun thấp lại càng áp lực. Hy vọng này giữ 1090 tức là nửa thân nến hôm trước hồi. Đấy thì điều đấy sẽ là điều tích cực nhất. Hy vọng là như thế thôi. Bây giờ anh em cùng chờ đợi thôi. Thị trường đánh rát đấy. Đoạn này thì mình <laughs> mình chỉ ngắm thôi. Chứ không biết làm gì cả. Bây giờ phải xem tình hình nó diễn biến như thế nào, thế giới như thế nào. Xong chúng ta mới tính tiếp được. Nhiều anh em sẽ bảo là đoạn này là phải tham lam lên. Đúng không? Khi người khác sợ hãi đúng không? Thôi vậy chờ mình sẽ chờ thêm là anh em như thế nào đã xong rồi mình đoạn này là cũng hơi sợ nói thật với anh em là cũng hơi rén vì thế nên là sẽ chờ đợi thêm xem là thị trường như nào vôn mặc dù rất là thấp đấy và rất dễ là có những nhịp bật hồi nhanh đấy ví dụ như hôm thứ sáu tuần trước hồi giật một phát gần 40 điểm Tức là vôn thấp rất dễ có thể đảo chiều lúc nào cũng được nhưng mà vấn đề là cầu cầu có mua giá cao hay không nó lại là chuyện khác và tâm lý đang bị ảnh hưởng khá là nặng nề từ thế giới mình nghĩ rằng anh em nên quan sát thêm một chút Hôm trước khi chúng ta ra quyết định hoặc ai mà chơi thì chơi mắc tỷ trọng đáy đung bắt đáy bắt đủng khoảng 10 hai phần trăm thôi thì vì đa phần các cổ phiếu form vùng các thứ nó đang có dấu hiệu là là bung rồi đấy phải chờ nó tái tích lũy lại đã làm gì bây giờ cũng phải chờ thêm có ít nhất khoảng 2 tuần 3 tuần mới tính tiếp được ok cảm ơn cả nhà rất là nhiều chúc cả nhà đầu tư luôn thành công và hẹn cả nhà vào buổi livestream tối nay trên youtube và tiktok của anh lương vịt anh em mà đăng ký vào nhóm thì nhắn qua link bio tiktok nha bye bye